Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video giới thiệu cho các bạn tên của một số loại xương rồng nha, với lại một số loại sang đá mà hôm trước mình chưa giới thiệu hết cho các bạn. Mình có thêm mấy loại mới nên là bổ sung cho các bạn xem luôn. Đấy, đầu tiên mình sẽ bổ sung những cây xương rồng đây. Đầu tiên mình có xương rồng. Đây là xương rồng trứng chim hay còn gọi là xương rồng tuyết nha các bạn. Đấy, rất là đẹp, màu trắng hết. Gai màu trắng. Theo cây này là xương rồng tân thiên địa nha các bạn. Nó nhiều gai quá nên mình không cầm. Đây là xương rồng Melo nha các bạn. Theo mình có, đây là xương rồng Mami Anh Đào nha. Cây này thì nó có hoa màu trắng, trắng vàng vàng. Còn có một loại như bên đây á, là hoa nó màu trắng với hồng nha. Nó có hai màu hoa. Tiếp theo, có đây là xương rồng bánh sinh nhật nhỏ. Đây là xương rồng tai thỏ nha các bạn. Đấy, cây này thì nó đâm lên hình tai thỏ nè, xong rồi tiếp theo ở trên đây nó lại đâm kiểu tai thỏ, nó cứ đâm lên vậy á. Phía bên đây là xương rồng thanh sơn nha các bạn. Có một số loại sen đá mình chưa nói này. Đây gọi là đá ma nha các bạn. Theo đây là sen đá ống điếu. Đây là đá xanh. Ở đây mình có sen đá má hồng, cây nhỏ, cây rất là đẹp, đá căng mọng, viền hơi hồng hồng. Đấy, ở đây mình có một số cây xương rồng hơi lớn xíu này. Đây là xương rồng thiên nga nha các bạn. Hoa của nó thì màu cam đỏ đỏ rất là đẹp. Theo đây là xương rồng bánh sinh nhật cây lớn. Ở đây là xương rồng kim hổ nha các bạn, đây cũng là cây lớn luôn. Tiếp theo là xương rồng thần long, đây là cây lớn luôn. Đây là xương rồng ghim nha các bạn, kim vân. Thấy những cây này đang ra hoa rất là đẹp này. Các bạn thấy hoa không? Đây, cây rất nhiều nụ luôn nè. Theo đây là xương rồng xanh hay gọi là cẩm thạch nha các bạn. Còn cây xương rồng nhỏ này gọi là xương rồng a chốt. Đây là xương rồng thạch trụ thiên nha các bạn. Tiếp theo mình có đây là bóng bụi. Còn khi mình trồng một cây thì gọi là bóng đơn nha. Đây là bóng bụi. Bụi cây rất là đẹp. Theo đây mình có xương rồng đuôi khỉ. Đây là cây lớn luôn nhá. Rất là đẹp, nhìn nó đâm lên nè. Mình có thêm một số loại sen đá khác nữa nha. Đây là thuộc những loại mà cao cấp hơn một tỷ ấy. Những loại hôm trước là những loại thường thôi. Đó. Đây gọi là coppery nha các bạn.
hay gọi kim cương, cái này nhiều bạn cũng hay gọi là kim cương á. Có hai màu, một loại là màu xanh và một loại là màu đen đen như thế này các bạn. Còn một loại màu xanh nữa, lá cánh nó sẽ màu xanh. Cái cây này thì đang ra hoa luôn này, chuẩn bị ra hoa đó. Theo mình có đây là bông hồng xanh nha các bạn. Những cây bông hồng xanh rất là đẹp này, các bạn thấy không? Đẹp từ dưới đẹp lên luôn. Theo đây là sao biển trân châu nha các bạn. Đấy, nó cũng gần gần như móng rồng vậy á. Đây là cây cũng thuộc dạng sai chung rồi. Tiếp theo đây là cây sen đá, rất là đẹp. Cây này gọi là đế vương đỏ nha các bạn. Đó, các bạn nhìn màu rất là đẹp. Đó, nhìn nó lên màu đỏ, viền đỏ, đỏ hồng hết cả cây. Rất là đẹp nha các bạn. Đó, nhìn thấy phê rồi. Cây này là thuộc dạng sen đá cao cấp đấy. Cuối cùng là đây là thạch lan nha các bạn, hay gọi là lip top á. Mấy bạn hay gọi vui là mông ấy. Đó, như cây thì cây này nó sẽ phát triển là kiểu đâm nhánh ở giữa này, các bạn có thấy ở giữa đây nó bắt đầu nó đâm lên nè. Đó, khi nó đâm lên thì hai bên này nó sẽ tách ra để cái ở giữa nó đâm lên như cây phía bên này nè. Đó. Đó, cái này mình giới thiệu cho một số bạn mới trồng thì thường không biết những loại như thế này. Đấy. Đấy, nó đâm lên như thế này các bạn thấy không? Đây là một số cây bên vườn mình nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Rồi, xin chào các bạn.